Ơi, có cần anh bỏ gạo để nuôi em không? Nếu đó là anh muốn thì cứ đem vô nhà em. 8 năm gia đình mới biết, nhưng mà bác sĩ có biết không? Dạ chưa. Anh hỏi như vậy tại vì từ trẻ con bắt đầu đến cái giai đoạn chuyển đổi đó, từ trẻ con nó qua tới người lớn, và người lớn thì em hiểu không? Giờ em dạ, hiểu, hiểu em hiểu không? Dạ, sao hay vậy, sao chị không hiểu vậy? Trời ơi, là đánh lộn mà cái cái người đó cô kia, đó, cái cô kia đầu rồi. quýnh em. Trời ơi, rồi lúc đó em sao? Dạ em cũng tức quá, tự nhiên đòi đánh người yêu mình cũng nóng lên. Chào chị em. Dạ chào chị em. À, chào Quốc Hân. À xin chào, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Lê Quốc Dũng, năm nay em 30 tuổi, hiện là chuyên viên nhà nước. Còn em? Em tên là Bùi Thị Nhi, năm nay em 25 tuổi, hiện đang là cũng công chức nhà nước. À, Nhi với Dũng là quen nhau trong trường hợp nào? Cách đây khoảng hơn 10 năm rồi. Trời. Lúc đó thì em 20 tuổi, vợ em thì mới 15 tuổi à. Vợ mới 15 tuổi thôi à? Dạ. Tình cờ trong cái dịp tập văn nghệ của phường á, em thì tập hát, còn vợ em tập múa. Vô tập thì thấy cái cô này đứng ở giữa nữa mà rất là xinh, cho nên là mình cũng có cảm tình. Khi mà tập xong á, mới lại làm quen, hỏi em tên gì, có cần anh đưa về không? Vợ em cũng đớp chát dữ lắm. Đớp chát sao đâu? Ờ anh thích đưa về thì tí nữa em tập xong anh đưa về. Đành đá lắm. Với lại hỏi xong thì mình biết là nhỏ tuổi rồi á, thì mình mới hỏi là em ơi có cần anh bỏ gạo để nuôi em không? Nếu đó là anh muốn thì cứ đem vô nhà em. Lúc mà bóp chát vậy chứ trong lòng là có cảm thấy cảm mến không? Dạ không, lúc đầu em thấy anh bận đồ nhìn cũng lúa lúa vậy, được có cái mặt mà bảnh bảnh thì nhìn cũng hơi có cảm tình vậy thôi chị, chứ chưa có ý định gì đâu. Rồi đến bao lâu thì bắt đầu mới quyết định tỏ tình và chiếm lấy được trái tim của người đẹp này? Dạ 16 tuổi. Lúc mà em biết cô này 15 tuổi, em có dám nghĩ tới chuyện là đeo đuổi yêu cổ không? Cũng chưa có nghĩ là sẽ theo đuổi, sẽ quen nữa. Khi mà tham gia chương trình văn nghệ thì dần dần thì thấy cái tánh cô này cũng được. Lúc đó là cũng đi làm phụ giúp gia đình rồi, không có đua đòi, với lại hợp nhãn nữa, cho nên là mình tấn công luôn. Lúc đó gia đình em biết chưa? Dạ chưa, tụi em quen 8 năm rồi ở nhà mới biết á. Tại vì thường á là anh này vô chở đi là thường là đi tập văn nghệ, rồi ở nhà cứ tưởng là anh này làm ở ngoài phường, nhưng mà thực chất là anh này tập trung chứ anh này chưa có làm ở ngoài phường. 8 năm gia đình mới biết, nhưng mà bác sĩ có biết không? Dạ không. Phải hỏi như vậy tại vì từ trẻ con bắt đầu đến cái giai đoạn chuyển đổi đó, từ trẻ con nó qua tới người lớn, và người lớn thì em hiểu không? Giờ em dạ, hiểu không? Em hiểu không? Dạ. Sao hay vậy, sao chị không hiểu vậy? Chậm quá vậy. Chị giám bộ không hiểu. Chị khờ quá chị không biết nữa thiệt à. Đương chuyện này cũng một chuyện nó đang rồi hết sức là bồng bềnh, hiểu không? Nó làm cái phọt cái vô tuyết trong miệng một luôn. Có nghĩa là ảnh muốn hỏi là vậy đó, mà khẳng định là không vậy đúng không? Không, không bây giờ em theo như em nói là rất là xinh đẹp, vậy thì chắc chắn anh này rất là ghen đúng không? Anh ít ghen lắm, anh ngộ lắm, mà ngộ lại em ghen không à? Dạ ghen dữ lắm. Rồi lúc lấy rồi cũng vậy? Cũng vậy luôn, cũng ghen dữ lắm. Coi như thủy chung như một đó. Cái lần ghê nhất là lần nào? Là lúc đó là vợ em đi Đà Lạt á, thì em ở nhà thì cũng có cái người bạn đó cũng sinh hoạt chung trong đoàn á, cũng quen biết làm quen rồi xin số điện thoại rủ đi uống nước, chỉ đi có một lần xong rồi về. Sau một thời gian á thì vô tình á cái người đó lại nhắn tin cho em. Lúc đó thì vợ em kế bên nó mới nhìn qua, liếc qua nhìn cái số điện thoại nhớ số. Rồi lúc đó á xong rồi về nhà bắt đầu mới điện nhắn tin với lại cái người đó. Em nhắn cái gì? Cái nội dung là nhắn là ủa bạn là ai, bạn có biết là cái người đó đã có bạn gái hay chưa, mà sao bạn muốn xen vào hạnh phúc của người khác, bạn như vậy là của người không có đàng hoàng. Nói chung là cũng sử dụng những cái từ mà tại mình tức lên rồi mà đâu có điểm kiềm chế được. Có con này con kia nữa. Con là... anh không có anh gì đâu, đàn ông nói đi anh ảnh gì. Có sao nói vậy mà. Đòi đánh lộn đòi hẹn em, nhau em mà. Đòi đánh lộn mà cái người cái đó kia, cái cô kia đòi quýnh em. Trời ơi, rồi lúc đó em sao? Dạ em cũng tức quá, tự nhiên đòi đánh người yêu mình cũng nóng lên. Nói nếu mà người yêu anh nó có làm cái gì mà nói gì á xúc phạm tới em thì anh thay mặt cho người yêu anh xin lỗi em. Còn nếu như mà em mà đụng tới người yêu anh là anh không có bỏ qua đâu á. Hay rồi, sao rồi, rồi cái cô đó làm sao? Từ đó là cũng như cắt đứt quan hệ luôn. Nhưng mà chị hỏi nè, có nghĩa là lúc mà em lấy chồng em rồi á là em vẫn còn ghen, mà ghen là ghen cái gì? Từ lúc lấy tới giờ thì chưa có cơn ghen nào mà thịnh nộ hết, vậy nhưng mình đề phòng thôi, thấy ảnh nhắn tin với cô nào là phải vô kiểm tra trước. Dạ lúc nào về là điện thoại của em là vợ em cũng giật lấy, rồi kiểm tra tin nhắn, kiểm tra số điện thoại, kể cả tài khoản Facebook hay là Gmail gì đó là cũng quản lý hết. Facebook của mình mà vô là tự nhiên đổi mật khẩu luôn. Trời. Tới chừng em đăng nhập vô Facebook không được, cũng nghi nghi là vợ thế nào cũng đổi. Bây giờ còn không? Dạ còn luôn. Anh biết sao mà em phải đổi mật khẩu không? Tại vì thường là mật khẩu đó thì ảnh sử dụng là số điện thoại của ảnh với lại tên của ảnh, thì em biết em vô cái tự nhiên cái lần đó vô là không được,
cái hỏi ảnh mật khẩu mới thì ảnh lại nói cái tên của một người con gái khác. Anh cảm thấy vậy anh tốt không? Thì em phải vô đổi mật khẩu khác, không cho anh hay luôn. Vậy ta tạo một cái Facebook khác đi. Dạ cũng có chứ, tạo Facebook khác nhưng mà vợ cũng quản lý nè, cho nên là không có dám xài. Tại sao em lại kiểm soát chồng một cách gắt gao vậy? Chắc chắn phải có cái phốt gì đó. Tại vì em thấy là cái anh này anh hiền, nếu mà bị gái đẹp dụ dỗ với anh không cưỡng lại được, anh bị sa ngã. Nên em phải quản lý từ đầu. Sa ngã không em? Sao mà em để vợ không có tin tưởng mình vậy? Chắc là vợ thương em nên mới làm vậy. Ôi ông này ở nhà chứ thế nào bị vợ đánh làm sao rồi. Lên cái gì nó rượng rượng thì sao á thiệt á. Có không? Dạ đánh hoài rồi. Lúc mới quen mà khi mà em dắt về gia đình chơi thì lúc đó thì có làm cơm ăn cơm với gia đình, xong rồi hai đứa ra rửa chén, thì trong lúc rửa chén thì vợ em mới, lúc đó là bạn gái mới đánh em cái, đánh yêu thôi, nhưng mà mẹ ngồi ở trong thì mẹ thấy, cái lát nữa vô mẹ mới nói: ê mày, nhỏ này tao thấy mày mốt chắc nó về nó nuốt mày. Là nuốt thiệt á. Dạ, nuốt thiệt. Hiện giờ em đang trong tình trạng bị nuốt đó phải không? Dạ bị nuốt. Mà cái chính là bây giờ nuốt, bây giờ nuốt tới đâu rồi? Ủa, dạ nuốt trong tim. Mà nè, nếu mà nghe kể như vậy là rõ ràng là ở nhà là cô này là kèo trên rồi phải không nào? Vậy có khi nào em được cổ chăm sóc đến nỗi mà chăm sóc tận răng không? Dạ đúng rồi. Thôi trời. Vậy có khi nào mà chăm sóc tới tận râu luôn không? Dạ có luôn. Trời ơi. Có. Dạ. Có nhiều râu luôn. Bắt phải cạo râu mỗi ngày. Bắt cạo râu. Dạ, em thì em không thích, tại vì da mình mà cạo riết nó mòn. Trời ơi. Dạ. Cho nên là mình cũng phải để nó dài dài chút xíu rồi mình cạo một lần. Vậy bảo anh khuyên em đừng bao giờ cắt tóc hết nha. Dạ. Cắt riết em mòn cái trang anh luôn á. Rồi có khi nào em đánh răng cho chồng em không? Không có đánh răng, nhưng mà nặng em để sẵn, bắt tối khi ngủ là phải đánh, mà có mấy ngày làm biếng là trốn lên không đánh. Rồi vợ em có bắt em làm gì nữa không? Kêu làm đủ thứ hết à. Mà chồng mà không làm á là giận, là chiến tranh lạnh. Là nhiều lúc khóc nữa, thấy vợ khóc là chịu không có được. Thì em phải xuống nước năn nỉ rồi em làm để cho vợ em vui lòng. Rồi bây giờ anh hỏi nè, em muốn chồng em thay đổi gì? Em muốn chồng em phải quyết đoán hơn. Tại vì những cái việc trong gia đình á, cái gì anh cũng hỏi em á, mà những lúc mà mình muốn hỏi, mình không có tự chủ được cái việc làm đó, mình hỏi ý kiến của anh thì anh không có đưa ra được cái quyết định đó. Anh nói là tùy em cảm thấy sao mà thích hợp thì em làm, vậy thì em hỏi anh làm cái gì nữa. Tại vì mỗi cái mà em quyết định á thì vợ em không có hài lòng, mà vợ quyết định ra thì mình thấy cũng tốt. Có nghĩa là ở nhà mọi chuyện là em quyết hả? Dạ. Từ việc lớn việc nhỏ, từ trong nội bộ gia đình cho đến ngoài xã hội là em quyết hết. Công việc riêng của anh thì anh tự quyết, em không có liên quan tới công việc ở cơ quan anh. Ừ. Những cái gì mà liên quan tới em, tới gia đình thì là em quyết hết. Là em quyết hết. Dạ. Mua sắm tất tần tật. Dạ, đúng mọi rồi. Thứ rồi. Từ việc sơn cửa màu gì, đi mua nước sơn em sơn, mua cỏ em mua, về nhà phân công anh sơn, cậu hai em sơn. Trang trí nhà cửa. Trang trí nhà một mình em, đi đặt tủ kiểu sao, dài bao nhiêu, ngang bao nhiêu, em tự kêu họ vô đo, tự đóng, rồi báo chồng là hôm nay có người đó vô gắn tủ. Rồi vậy thôi, chồng em chỉ việc là nghe việc em chỉ đạo chồng dẫn người vô làm thôi, chứ không biết một cái gì ở trong nhà. Vậy đó, bây giờ em muốn chồng em có nghĩa là phải quyết. Quyết đoán hơn. Chứ không phải là em. Nhiều trường hợp thì anh cũng phải tự động đứng ra quyết đoán, để giống như mình là cái người đàn ông, người trụ cột trong gia đình. Ví dụ như vợ mình mà có cãi lại cái suy nghĩ đó thì anh cũng phải phân tích làm sao cho vợ hiểu là cái quyết định của anh là một quyết định đúng đắn hơn của vợ. Em thích như vậy hơn là ví dụ như anh nói ra cái em bác bỏ, em nói theo ý em, cái ảnh cũng chịu, thôi làm theo ý em. Thật sự không phải là em không có chính kiến, nhưng mà những cái mà vợ mà ra cái quyết định á thì mình thấy cũng phù hợp và nó cũng tốt, nên em mới chấp nhận. Nếu như mà có những cái gì sai thì em cũng sẽ cản. Nãy giờ em nói đó cản, xong rồi vợ em bẻ lại cái em thấy ok rồi đó. Rồi dạ, thì nói chung là mình cản, nói cái đó thôi không được. Nói vợ nó, em thấy được làm được, nó vậy em làm đi. Thì cũng như không. Bây giờ theo chị thì hai đứa nên dung hòa với nhau 10 điều của quyết định, thì ít nhất em phải tìm ra được một cái điều nào đó mà em phải là người quyết định. Em nói không, cái điều này anh nói là đúng. Thực sự mà nói, có đôi lúc á em làm gác phê ngược á, vợ em sẽ thấy yêu em nhiều hơn nữa, thấy cái cuộc sống nó mặn mòi nè, nó có nhiều gia vị, nó không bị đơn điệu đó. Lâu lâu em phải thức tỉnh, giống như con ngựa mà em là cái người nài ngựa đó, em phải biết nài, tại vì em lớn tuổi hơn, em là chồng mà, đúng không? Dạ. Suy nghĩ đi, cái cách làm sao.
Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Dạ. Dạ. Cái với nhau thì kiểu như là mình có cái mình đụng điện điện á. Điện nó giật á chú. Điện nó giật á, cái xong mình lăn của mình chắc mình ôm nằm im luôn. Nằm im cho ôm luôn. Ở Sài Gòn là tụi con bắt đầu là nhung nhớ rồi. Là xa là thấy nhớ rồi nên thôi để con dụ ảnh qua nhà ở chung luôn. Rồi qua ở chung luôn. Dạ. Dạ. Minh Quốc Thuận, chào cô Hồng Vân. Rồi, dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, con là Bảo. Thì con năm nay con năm 94, quê con là ở Phan Thiết nhưng mà con lập nghiệp ở Sài Gòn cũng 8 năm rồi. Thì bây giờ thì đang có một cái công ty riêng về truyền thông. Xin mời em. Dạ, con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân, con tên là Ngân. Hiện tại là con đang phụ chồng quản lý phim trường à. Phim trường con là bên Storm Home à, ở quận 12 và quận 2. Hai vợ chồng Bảo, dạ. Lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu nè? Con là lúc đó là mới vô nghề thôi à, lúc đó là đang làm diễn viên gọi là diễn viên quần chúng ít cha. Đang quay thì bà này nè, vợ con thì bà đang thiếu một cái vai thầy đồ. Mới thấy con đứng nó kêu vô dụ. Kêu à bạn ơi bây giờ mình vô vai thầy đồ đi, mình được lên hình thấy cận mặt. Thì lúc đó mình ít cha mà mình nghe cận mặt mình khói lắm. Ủa lúc đó là vợ làm phải cho dạ, làm bên trợ lý. À trợ lý đạo diễn. Dạ, dạ trợ lý đạo diễn. Đó rồi nghe khói lực lên hình cái khói. Ai nhè ra có thấy lên hình lên mặt đâu bị ngồi ngoài nắng làm bách rau. Dạ bị dụ luôn. Gặp vợ là con đã bị dụ. Dạ. Rồi sau đó cái bà thấy mình ngồi ngoài nắng quá thấy tội lỗi tới che cái dù. Nguyên một nhóm ngồi luôn mà không chê ai, chê mình con thôi. Đó. Chắc là để ý em rồi. Khổ nổi là trong một cái dàn ép cha con tại người già không à. Có mình anh này là trẻ thôi. Nên là thôi con phải dụ để vô vai đó không là chị sếp con la chết luôn á. Nhưng mà lúc con chơi dù là con suy nghĩ gì trong đầu mà con rang chơi dù cho bạn? Con suy nghĩ là chết rồi, giờ là không lên mặt rồi. Thôi kệ che để sau này lỡ con ăn nói được. Rồi khi nào thì bắt đầu có cảm tình với nhau? Dạ thì cũng nói chuyện với nhau rồi xong xin số. Cũng kêu à bạn ơi hình đợt này không có lên hình đâu, thôi cái gì đợt sau cái gì mình gọi mình đền bù cho. Với lại cái lúc mà con làm thầy đồ thì cũng có chụp hình cho con. Chuyện qua chuyện lại thì hai người nói chuyện về công việc rồi về học hành rồi bạn bè sao thấy hợp với nhau á, rồi hai vợ chồng con tìm hiểu với nhau luôn. Quen nào không biết. Dạ quen, thích hồi nào không hay. Con là như đâu chỉ là thấy là giống như là một người bạn thôi mà tính anh này rất là cảm thấy rất là tốt, thẳng tính. Một ngày nhắn chắc một tin thôi. Đó. Ngày mỗi người nhắn xong rồi để 1-2 tiếng sau mới trả lời, không có nhắn liên tục. Đó. Nhưng mà một hôm thì cũng kể tâm sự là cái show đó bị lỗ. Cái show mà con quay thầy đồ á thì bị lỗ. Lương cộ thì kia cũng bị chậm á thì cũng nghĩ ai cũng buồn thôi đi ăn rồi xong đi xem phim. Cái hôm đó cũng bị bão thì cũng bị dời show luôn rồi, nhà dưới quê thì có công việc thì kêu muốn đi du lịch chơi không? Đi về quê bỏ chơi. Về quê bỏ Phan Thiết. Bà này bỏ mê trai, bỏ nghe nói về Phan Thiết cái bế gật đầu luôn. Mê trai vừa mê biển hả? Dạ. Nghe Phan Thiết là ai muốn đi luôn á. Dạ. Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu. Dạ, kêu dưới biển thôi đẹp. Mấy cái nơi đó là dễ dụ lắm á. Mà có điều cái nhà con là có một phòng ngủ à. Thì ba mẹ ở trong phòng ngủ rồi thì hai đứa ngủ ở ngoài phòng khách. Lúc đó hai đứa ngủ xa lắm, mà nằm cách nhau cũng mét á ha. Hơn mét á thì con trai gái nằm đâu dám nằm gần đâu, sợ mà ai nhẹ nhàng có con chó hôm đó nó sủa gâu gâu gục nó hú luôn cô, nó hú nữa phải sợ phải làm xét gâu rồi xong xét rồi cô rồi đó rồi nằm xét với nhau thì kiểu như là mình có cái mình đụng điện nó giật á chú, điện nó giật á cái xong mình lăn của mình chắc mình ôm nằm im luôn nằm im cho ôm luôn đó là chắc là, dạ. Là mới thấy có cảm tình với nhau. Dạ dạ là thấy là đây chắc là vòng tay ấm áp khi mà tró tru lên thì có người chơi. Là rất tài chắc là có cảm tình trước rồi nhưng mà chưa có cơ hội đi rồi. Dạ vô không có cảm tình làm sao mà về đúng rồi, khó rồi. Không đứa nào ngủ được đâu đúng không? Dạ, dạ. Không ngủ được đâu mà giả bộ lắm chú ơi, ngái giả bộ ngái nữa. Giả bộ ngái luôn hả bạn? Qua mấy ngày sau lại con rủ đi biển. Chưa lần đầu ra biển đẹp quá, lại công việc em cũng lúc đó cũng chưa anh em đâu, Ngân với Bảo mà cứ công việc Ngân chết nhiều quá nó cũng không được đi du lịch. Đợt này cũng có Bảo đi du lịch chơi rồi đứng giơ tay rồi ngắm rồi nè, thấy đi tennis đó, tao tennis rồi thôi rồi đó rồi. Em là dạ rồi hôn luôn. Nhưng mà hôn lúc đó cũng không dám hôn tại lần đầu tiên mà cũng sợ đâu dám hôn đắm đuối đâu, hôn kê môi hôn một cái rồi xong rồi
hai đứa nói chuyện hồi rồi có tình cảm rồi từ nó xét đánh đó. Dạ. Rồi sau đó là đi về Sài Gòn. Dạ. Được, tụi con chơi đó được mấy ngày? Dạ, à, cũng được tuần á. Dạ cũng được tuần. Tuần. Dạ. Thôi tuần là mặn mòi lắm rồi. Tuần là đủ rồi. Gió rồi này kia nọ là đủ mặn mòi lắm. Dạ. Rồi về Sài Gòn sao, cuộc sống bắt đầu thay đổi không? Dạ có, về Sài Gòn là tụi con bắt đầu thấy nhung nhớ rồi. Là xa là thấy nhớ rồi nên thôi để con dụ ảnh qua nhà ở chung luôn. Còn qua ở chung luôn. Dạ. Dạ. Ủa nhưng mà là Bảo ở nhà thuê. Dạ rồi còn nhà thuê. Em là có nhà thuê không? Dạ không, dạ con ở thành phố đây luôn. Nhưng mà ở chung với ba mẹ hay sao? Dạ ở chung ba mẹ luôn. Nhưng mà sao Vũ không được? Hốt về ở chung luôn, ba mẹ đồng ý không? Dạ không, lúc đó là lén. Lén luôn là có mình mẹ biết thôi. Mẹ lúc đó mẹ vợ rất là thương Bảo. Nên Bảo luôn. Cái lén cứ tối là chạy xe máy qua. Đó đến 4 giờ sáng á là ba chuẩn bị dậy á là hai đứa xách xe đi tập thể dục. Đợi ba về đi ngủ tiếp. Vậy đó hả? Dạ, tại lúc đó ba không có biết. Thì chỉ có mẹ biết thôi. Lén thì... được bao lâu chứ cho mẹ? Dạ lén quá. Cũng được cỡ tháng á. Cỡ tháng thì nói chung ba đâu phải là ba không biết đâu, ba biết nhưng mà ba hiền, ba không có nói. Thì ba thấy cũng một tháng trời ơi sao thằng này ở nhà tao hoài vậy. Rồi ba mới kêu bây giờ ba xuống nói chuyện với hai đứa. Bây giờ là ba nói với lại hai đứa là bây giờ thằng Bảo có muốn là lấy Ngân làm vợ hay không, bởi vì Ngân cũng là con gái mà tự nhiên ở đâu một thằng trai nó vô nó ở rồi hàng xóm người ta nói này nó kia sao. Kêu dạ thì con cũng nghĩ Ngân sẽ là vợ con muốn Ngân là vợ con. Thì ba kêu nếu mà nói như vậy thì ok con cứ ở đây coi như là con ở rể trước khi cưới, nhưng mà phải có một cái ngày là ba mẹ con vô đây nói chuyện với lại dạ phải làm đám hỏi cho con gái của bác còn có này có kia tự nhiên ở đâu con trai rồi nó ngủ rồi xong rồi vài bữa con quất ngồi chia phong rồi sao. Dạ. Dạ. Dạ ai dễ thương lắm. Rồi. Dạ đó rồi xong rồi con nói chuyện lại ba mẹ. Ba mẹ con lúc Ngân về cũng quý lắm. Tại ngày đầu gặp là không phải như mấy những người con gái mà cứ như say sưa bả không có song phẳng gì hết trơn á, lo làm quanh năm luôn. Thì con cũng là cái gu con cũng muốn một người vợ là cũng lo cho gia đình như rồi vậy. Sau đó dạ. Thì bao lâu thì mà gia đình em mới lên? Dạ cũng cỡ nửa tháng hay một tháng gì đó ha. Rồi quyết định bao lâu cưới? Dạ thì quyết định là coi đám cưới á, coi lịch á là cuối tháng 12. Rồi ba mẹ lên đám hỏi hai vợ chồng thì lúc đó cũng lỡ có em bé trước. Xả láng luôn. Dạ, nghe có đám hỏi rồi cái xả láng luôn, ai nghe nó xả thiệt. Dạ rồi xong. Cưới sớm không con? Dạ có cưới sớm luôn. Phải cưới liền. Dạ phải cưới liền hồi tháng 8. Dạ. Áo cu vô nó chọc. Dạ. Rồi cuối cùng cái coi lịch từ tháng 12 cưới và cuối cùng vào tháng 8 là cưới. Tháng 8 cưới luôn. Dạ tháng 8 cưới luôn. Trời ơi. Hai vợ chồng nó có cái chuyện tình cảm dễ thương. Nhưng mà vậy là con được mấy đứa con rồi? Dạ hai đứa. Hai đứa rồi. Dạ. Dạ. Bắt đầu. Dạ cưới một năm một đứa. Dạ hai năm 2017 là gặp nhau, 2018 là cưới, 2019 là đứa đầu, 2020 là đứa sau. Rồi vậy đó hả? Dạ, từng năm từng năm. Từ lúc nào thì hai đứa bắt đầu chuyển qua cái việc mà mình kinh doanh cái phim trường rồi này kia? Dạ cách đây cũng một năm là hai vợ chồng con có dự định là làm rồi. Không, cách đây cũng hơn năm là năm rưỡi á, hai chồng có dự định làm rồi. Trong lúc đó hai chồng con còn từ trợ lý, con làm cũng nhiều mảng lắm, cách tin rồi xong kiếm bối cảnh rồi con làm, nói chung là hai vợ chồng con làm nhiều mảng với nhau. Dạ. Rồi nghĩ cũng chạy bối cảnh này kia, đang thấy mình thiếu những cái phim trường kiểu như biệt thự này kia. Thì hai vợ chồng cứ thôi cố gắng làm kiếm tiền để dành rồi mình làm một cái gì đó để mình đang thiếu về cái mảng của ngành mình, sẵn mình cũng chuyên á. Dạ đó rồi con mở cách đây cũng hồi đầu tháng 4 được cái của mình luôn. Dạ con thuê lại thôi à. Tại villa cũng mấy chục tỷ một căn nên không đâu có tiền. Dạ đó. Dạ rồi được cái thứ nhất, thứ hai rồi bây giờ con có cái thứ ba rồi. Dạ. Quá tốt. Dạ. Quá hay ho luôn. Dạ. Rồi coi như là sau khi cưới rồi về ở chung với nhau thì bây giờ đến cái đại hội vạch mặt, kể về tật xấu của cái đối phương, cô ấy có tật xấu gì không Bảo? Dạ vợ con hả, cầm ràm thôi, thì phụ nữ mà cầm ràm với lại kiểu như là mỗi lần mà đi đâu á lâu lắm nàng sàng làm gì con cũng không biết nữa, chờ hoài cứ làm việc vặt rồi soạn này rồi cái hồi mà ở không thì lo bấm điện thoại để chết công việc. Rồi cái hồi chuẩn bị đi thì đem đi thấy đồ này bừa bộn thì dọn cùng làm bị trễ giờ hoài luôn.
kiểu như là mặc đồ cũng kiểu như không có che xu á, đôi khi cái con đi với lại những người khách hàng này kia vẫn có mặc đồ ta nhìn ghê lắm kìa. Cũng xử rồi hồi cái hồi rồi đó không quan trọng. Dạ không, không quan trọng hình thức á. Dạ phải là người phụ nữ của gia đình không? Dạ ăn rồi dọn dẹp rồi. Dạ không, không, nói chung là nấu ăn cũng ngon lắm mà không bao giờ nấu, không thích nấu. Nào hứng lên mới nấu, đa phần là con nấu không à. Dạ rồi dọn dẹp thì cũng dọn kiểu như cũng gọn gàng nhưng mà không phải là lúc nào cũng dọn. Thì có nóng cũng tính không? Dạ có, hai chồng cũng người nào cũng nóng hết nhưng không, mà không, cô dạ có cũng nóng tính luôn, cũng quạo lên là la làng nhưng mà cũng hết hồi thôi vậy, cũng không có nó có đập đồ đập đạc không? Dạ không, không đập đồ. Thôi cũng được. Dạ bây giờ nóng mà phải la thôi chứ em vô bể ruột non mà chết rồi. Dạ rồi em trời sao bảo có thật xấu không? Tật xấu lớn thì không có rồi chú, nhưng mà tật xấu nhỏ thì đầy ra luôn. Để ví dụ như là vấn đề ăn uống đi, cái món mà chồng con thích á, mà thí dụ như đang thích lắm nha, mà về á mà thấy người ta ăn hết á là coi như là thôi nhịn ăn luôn, không thèm ăn. Giận không á, giận nhịn ăn luôn. Dạ đúng rồi, giận luôn. Hoặc là món đang ngon đi à, mà lỡ tay mà người khác mà lỡ ăn miếng trong cái dĩa đó, không thèm ăn gì đó luôn. Người nào ăn ở nhà, ở với ai? Ở nhà ở chung với ai? Ở chung ba mẹ không? Dạ có mẹ vợ, mẹ chồng, ba chồng mẹ vợ. Với lại có con gì, nữa. Ba chồng mẹ không, vợ. Ba vợ, à, ba vợ. Ba vợ, ba vợ. Ba mẹ vợ lại mẹ là... mẹ chồng. Mẹ chồng. Dạ. Dạ. Tại có kêu bà nội lên để chăm em bé phụ á cô chứ. Dạ. Mà sao có hút thuốc gì, uống rượu uống bia gì không? Dạ không, chỉ lâu lâu là căng thẳng quá hút thuốc thôi. Nhưng mà hút thuốc là bị con dập liền luôn, tại con không thích. Dạ hồi đó là có hút, nhưng mà sau cái quen mà này thì bị dị ứng khói thuốc á nên con bỏ. Dạ. Nhưng mà đợt vừa rồi cái làm cũng nhiều việc á, tự nhiên thức khuya thì mình cầm một hai điếu mình hút. Hút cái bả chửi thôi cũng không bỏ luôn. Bỏ luôn. Không mà bỏ. Dạ. Con ơi hút thuốc. Dạ đúng. Dạ. Ngân á thì là mỗi lần mà trước khi đi ra khỏi nhà thì hay có như là làm lụ những cái công việc. Dạ. Dạ. Thế thì anh ấy thì sao? Trong công việc, trong tất cả mọi thứ thì có nhanh nhẹn không? Dạ, vợ chồng con thì công việc thì rất là nhanh nhẹn luôn. Nhưng mà nhiều lúc bị hấp tấp á chú Thuận. Bị hấp tấp có nghĩa là quyết định nóng vội á. Là đúng rồi. Dạ, quyết định nóng vội đôi khi công việc bị lừa mấy lần rồi. Giống như làm việc mình kinh doanh, con cũng kinh doanh riêng á, làm giày á. Thì cũng kiểu như là mình làm ăn mình tin tưởng á, cũng không có hợp đồng gì hết trơn á. Rồi bây giờ hai đứa con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ con chỉ muốn vợ con là nói chung là càm ràm thì vui nhà vui cửa thì cũng không cần thay đổi càm ràm đâu. Thì cần thay đổi là cái cách kiểu như ra đường mình chỉnh chu tí, mình biết lo cho bản thân, xe xù tí thôi chứ cũng không cần phải xe xù như xong môi đánh phấn mắt cướp đậm hay này kia đó. Con chỉ cần cho mình nhìn mình sang sang tí. Cái đó đúng, okay. Cái mong muốn nó là được đó. Dạ, yeah, như vậy đó. Thôi, còn tính tình vợ con thì ai cũng có tính xấu mà, nói chung có tính xấu thì nó vui nhà vui cửa thôi. Dạ. Con thì thấy chồng vậy là được rồi, đừng có thay đổi thì, nếu thay đổi là phải là chồng con nữa. Hay quá. Nhưng mà vậy nè, cái thực ra mà nói, cái mà chồng con nói con kiểu như là xe xua lên một chút theo cô là ok đó. Dạ. Tại vì con biết sao, con có một khuôn mặt rất là xinh xắn. Dạ. Hiểu không? Xinh xắn. Dạ. Thì nếu khi mà mình biết sửa soạn, mình sẽ xinh hơn, mình sẽ đẹp hơn. Dạ. Thì như vậy đầu tiên nó có lợi cho mình trước. Quần áo, mình không cần là quần là áo lụa. Dạ. Nhưng mà rồi. Nó tôn cái vóc dáng của mình lên. Dạ. Tự nhiên mình nhìn mình rất là nền nã nhưng mà rất là gợi cảm. Đó, dạ. Cô này đó, hiểu không? Dạ. Đó thì chồng con dạ. Sẽ có một cái điều gì con biết không? Sẽ hãnh diện. Đúng sẽ rồi. Diện là dạ. Tức là đi thấy người này người nọ dòm ha, thấy bé này người này dòm ra mình hãnh diện. Mình đàn ông mà đúng không chú? Mình dạ mình vợ mình. Bố dạ. Ai mà khen vợ chú đẹp chú khoái lắm luôn. Dạ đúng rồi. Con vậy. Thôi thôi, hy vọng là con đó sẽ có một sự thay đổi. Dạ. Để thay đổi để mà con đã đẹp rồi. Nếu như con thay đổi hơn chút nữa thì con sẽ đẹp hơn. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn hai con. Dạ cảm ơn cô chú. Chừa lứa. Bạn này nhìn hao hao giống diễn viên Quốc Trường. Nhưng mà bạn này là ca sĩ. Đúng không? Dạ. Ủa sao chị biết ca sĩ hay vậy? Thì chị biết đó. Cái phong thái đúng không? Đúng không? Dạ. Em giới thiệu luôn đúng không? Giới thiệu cho anh Quốc Thuận với lại khán giả biết luôn đi. Em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ, em xin giới thiệu em là Tuấn Khương. Em từng đạt giải quán quân của một chương trình hát giống thần tượng năm 2016. Ca sĩ Tuấn Khương. Mời vợ của Khương. Em giới thiệu. Dạ, em xin chào
chị Hồng Vân, anh Quốc Thân. Dạ, em tên là Anh, em 35 tuổi. Như vậy là lớn hơn Khương chút xíu. Ủa sao anh không biết lớn ta? Hơn nhiều nhiều luôn. Nè Khương nè, anh đoán vậy thôi. Dạ. Đúng không? Khương nãy đâu có giới thiệu tuổi đúng không? À, em quên giới thiệu tuổi. Em năm nay 29 tuổi. Em thua vợ em 6 tuổi. À. Nhìn không hề biết luôn. Tại vì bạn này rất là, cái mặt bạn này rất là baby á. Nhìn như con nít vậy đó. Dạ. Thôi bây giờ trước khi đến với phần coi như là vì sao các bạn yêu nhau, thì giờ mời Tuấn Khương có thể hát một vài câu trong một cái bài hát mà nó gắn liền với tên tuổi của em, hoặc là cái bài nào mà Khương thích. Nhân dịp hôm nay em cũng lâu rồi em không hát trên sóng truyền hình á, em cũng cảm giác cũng hơi rung hơi hợp chung. Thì thôi em xin hát một cái đoạn bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Em cũng rất là thích bài hát này, bài Nỗi Nhớ Mang Tên Em. Ồ, nỗi nhớ mang tên em hay quá. Khương đứng lên đi, Khương đứng lên đi cho nó đúng rồi. Người đã nói sẽ yêu mãi ai, dẫu tháng năm đổi thay, nhưng thời gian cứ đi qua như rất vô tình trôi vào quên lãng. Người đã nói sẽ yêu mãi ai, một đời và mãi mãi vỡ nát con tim vì anh đã mất em rồi. Hay quá. Nhưng mà cái đợt đó là lúc mà Khương thi á, là Khương hát Bắt Chước Thần Tượng nào, cái đó là chị Vân quên rồi. Dạ em hát giọng của anh Ưng Hoàng Phúc. Khương hát thử cái giọng của Ưng Hoàng Phúc cho mọi người, cho khán giả. Dạ, hát mà bằng cái giọng Ưng Hoàng Phúc. Dạ được lời yêu cầu của anh chị, em xin phép hát giọng của anh Phúc. Nhắm mắt. Ấn tượng đầu tiên mà khi em thấy bạn này trên Facebook là cái điều gì mà em ấn tượng để mà em phải là đeo đuổi tới 6 tháng nó không thèm trả lời mà vẫn cứ đu bám theo nó? Dạ thì em ấn tượng nhất vợ em đó chính là nụ cười. Tại vì những cái tấm hình mà vợ em chụp đi bán quần áo á là những cái cảnh như vợ em lúc nào cũng là trong cái trong cái hình ảnh là một người rất là tận dụng nụ cười của mình, thân thiện đó. Dạ. Lý do gì sao mà nhắn tin mà tới 6 tháng sau mới trả lời? Em thấy thật sự là em suy nghĩ như nào, ông này trẻ quá à. Chắc nhắn tin chơi với mình thôi à, với lại em cảm giác là mấy đứa trẻ vậy thôi không có cảm giác an toàn đâu. Vậy hả? Em nhìn cái hình nền của bạn trên Facebook em có một chút gì sao xuyến không? Thì cũng thấy đẹp trai. Tại vì thường á đàn bà hái ngộ lắm em. Thấy hình nền á mà đã nghĩ liền đến cái chuyện là thôi trẻ quá cho nên chắc thôi mình không có mình thấy không tin tưởng hoặc là mình toán là biết là ấn tượng mạnh rồi. Sau 6 tháng sau là các em đã gặp mặt nhau liền luôn không? Hay là phải đợi một khoảng thời gian nữa mới gặp nhau ngoài đời? Sau 6 tháng thì tụi em có hẹn gặp nhau một lần. Em thấy đi chơi thì cũng vui nhưng mà em vẫn giữ cái quan điểm của em á, là em thấy bạn này trẻ quá. Em chỉ nghĩ là vui thôi à. Vậy còn Khương thì sao? Đúng rồi. Dạ em thì lúc đó em cũng không có suy nghĩ nhiều. Em chỉ thấy là người con gái này đã lâu rồi, mình theo đuổi lâu rồi, mình đợi cũng đợi. Rồi hôm nay đồng ý gặp mình thì mình chỉ biết là gặp thì mình coi như thế nào. Thì thấy là ngoài đời dễ thương và kiểu cũng chu đáo. Dạ nói chung là đi chơi vui, em thấy vui. Dạ thì bắt đầu là về nhắn tin nhiều hơn, hai đứa mới bắt đầu quen nhau. Từ sau cái bữa đó là chính thức là bao lâu thì hai đứa thực sự là yêu nhau mãnh liệt? Dạ chắc sau nửa tháng hay ba tuần vậy em ha. Lâu quá. Lâu quá luôn á. Nửa tháng ghê luôn. Lâu quá, lâu lắc quá. Có một cái này là gọi là một cái điểm bước ngoặt cho tụi em. Chưa được 2 tháng thôi thì tụi em có bầu. Tụi em có bầu. Giờ em có bầu. Giờ em có bầu. Lâu quá. Thế là hai đứa phải đến với nhau thôi đúng không? Chưa kịp tìm hiểu gì nhiều đúng không? Đó, thì chính là cái điều đó là tụi em hai đứa là mới quen nhau, là đang trong giai đoạn hẹn hò, mới bắt đầu hẹn hò được khoảng một thời gian quá ngắn. Thì tụi em nghe tin là tụi em có em bé, thì khi đó là mọi chuyện sang một trang mới luôn. Em đó là một điều bất ngờ đối với em á. Sao bất ngờ? Tại vì em không, em cũng có hay đi, em đi khám bác sĩ thì bác sĩ có nói là tại vì em là khó có con á hả? Dạ đúng rồi. Bác sĩ khuyên em á là phải đông trứng. Mà rõ ràng là đâu cần đông đâu, nó tới cũng tới. Vậy là mừng quá ha. Dạ đúng rồi. Vậy là em bé nay được nhiêu rồi? Dạ được 1 tuổi rưỡi. Con gái. Ba mẹ cưới 2 năm. Em có là em rất là hạnh phúc. Ba mẹ cưới được 2 năm con thì con được 1 tuổi rưỡi. Đó, mừng quá. Nghe nè, bây giờ anh muốn hỏi cái cảm xúc của hai em khi mà bác sĩ báo tin là có em bé thì lúc đó là sao? Em rất là hạnh phúc luôn á, tại vì em nghĩ biết là mình vẫn có thai được á, nên lúc đó em rất là vui. Nhưng mà
Tại vì do là em mới quen chồng em được có 2 tháng thôi, nên là cái vấn đề mà cưới thì em hơi suy nghĩ. Nên là em có nói với chồng em là hay là thôi đợi em sinh em bé xong rồi tụi mình tìm hiểu thêm một xíu, nếu mà vẫn cảm thấy hợp với nhau thì mình làm đám cưới, còn không thì thôi. Nhưng mà ông chồng em ổng làm dữ quá, không chịu. Làm dữ là làm dữ làm sao? Dạ. Thì em muốn là tại vì khi mà em nghe vợ em có em bé thì nói chung á, khi mà em đến với vợ em thì em thấy là mọi thứ nó đã tốt đẹp lắm rồi. Tại vì em phải công nhận là vợ em là một người kinh doanh giỏi và em hãnh diện vì đó. Thì bây giờ có em bé thì nói chung là đến sớm với em quá ngoài dự định của em. Em tính là 1 năm sau thì nếu mà quen nhau sẽ cưới, nhưng mà em bé đến sớm quá thì em cũng suy nghĩ. Bắt đầu là em cũng chưa có, sợ là mình mới mẻ quá, mình chưa có đối diện được với cái đời sống hôn nhân. Tại vì thật sự là hai đứa khi đó cũng chưa hiểu hết tính nhau. Chỉ mới là những lời yêu thương nhau và hẹn hò nhau thôi. Còn khi mà hai cá thể về chung một căn nhà thì nó lại khác nữa. Mà vợ em thì bụng ngày càng to. Thì sau, nói chung là tụi em quyết định nhanh lắm. Cũng nói chuyện hết những lời như thế này với nhau nè. Và tụi em quyết định nói thôi, cưới em ơi. Là làm đám cưới luôn? Dạ, thì sau 2 tháng là đám cưới luôn. Là khi đó em nhớ là con em ba trong vợ, bụng vợ em là 3 tháng rồi. Bốn tháng. Sorry. Nhưng mà cái phọt này là chắc 5-6 tháng cái bụng vẫn còn nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi, lúc em đó là 4 tháng em vẫn còn nhỏ. Coi như là không thấy bụng luôn á, thật sự. Nhưng mà gia đình hai bên thì sao? Dạ ủng hộ. Riêng nhà vợ em thì rất là vui, rất là ủng hộ. Nhà em thì hỏi là con sẵn sàng chưa? Chứ nghe có cháu rất là mừng. Nhưng mà tại vì em là trẻ út. Anh hay đã có gia đình rồi, bà mấy đứa cháu rồi. Thì bà mẹ hỏi là suy nghĩ kỹ nha. Đó. Thì có dạ con suy nghĩ rồi. Rồi hai đứa đến với nhau luôn. Và được hai bên rất là ủng hộ. Dạ. Đó cũng điều may mắn cho tụi em. Quá tốt. Thường là như vậy nè, khi mà tụi em chưa có tìm hiểu nhau kỹ á, mà về sống chung một nhà là chắc chắn nhiều mâu thuẫn lắm. Rất là nhiều mâu thuẫn. Tại vì bắt đầu lúc đó những cái tôi á, bắt đầu mới bộc lộ cá tính ra, bộc lộ những thói hư tật xấu ra, những cái mà đối phương chưa thể nào mà biết được. Thì đối với em á, là cái ví dụ như với người vợ bình thường ha, không có bầu bì gì á, thì đó cũng đã là một cái khoảng thời gian mà rất là khó khăn để hai vợ chồng hòa hợp lại với nhau. Thì huống chi bây giờ lại là đang có bầu. Thì lúc đó em như thế nào? Em có gặp cái trường hợp đó hay không? Và lúc em đối diện với cái trường hợp đó như thế nào? Em bị stress luôn á. Lúc mà mang bầu hả? Đúng rồi, mang bầu mà về chung á. Dạ đúng rồi. Ủa sao stress? Tụi em mới vừa tìm hiểu nhau mà, xong rồi lại ở chung nhà với nhau á, xong hai cá tính bị đối lập nhau, đối lập quan điểm á. Hai đứa nào cũng cá tính riêng hết. Chắc chắn, tại vì bạn này là nghệ sĩ, ca sĩ, bạn làm trong môi trường nghệ thuật, cái tư duy khác. Còn em là môi trường kinh doanh, cái tư duy khác. Cho nên chắc chắn khi hai bạn về sống chung một nhà là sẽ có mâu thuẫn về đủ thứ chuyện á, chứ không phải là một chuyện. Nhưng mà ảnh có nhường em không? Thì để hỏi cái lúc đó là khi bạn stress là vì lý do gì? Tại vì em với chồng em cãi nhau quá nhiều, cãi nhau liên tục luôn. Tại vì hai đứa đều là kiểu là em cũng có sự nóng tính của em, mà chồng em cũng có một sự nóng tính của chồng em. Tại vì hai đứa nào cũng có cái quan điểm riêng của mình hết á, đều bảo vệ quan điểm của mình á. Cái là xảy ra xung đột, cãi nhau nhiều quá đến mức độ mà em bị mệt luôn á. Dạ, lúc đó là cái thời gian mà phải nói là tụi em đấu tranh tư tưởng rất là nhiều. Em thì nói chung em nhường vợ em hết, nhưng mà vợ em biết cảm giác khi mà người phụ nữ mang bầu á, người ta bị tâm lý rất là nhiều. Người ta lúc nào cũng muốn người chồng người ta là phải như người ta, ý người ta. Thì đôi khi, nhưng mà em nghĩ là tâm lý chung của những người chồng giống như em vậy đó, mình làm hết nhất có thể nhưng mà vợ mình nó vẫn không thấy hài lòng. Khi mang bầu nó tâm lý nó sẽ khác người phụ nữ bình thường. Nó thay đổi kinh khủng lắm. Một lần thì có thể bỏ qua, 3 lần em nhường hết, nhưng mà lần thứ 10, 11 mà mình sẽ khó chịu. Đâm ra hai vợ chồng nó sẽ có một cái sự tranh luận liên tục với nhau. Nhưng mà lúc đó là các em đã cưới chưa? Dạ em cưới rồi. Cưới khi bầu Rồi rồi có khi nào mà coi như là bị stress quá, cãi quá rồi đến nỗi mà muốn bỏ nhau ly hôn luôn? Dạ có. Cái em đúng không? Em dạ có người... đúng rồi. Cái lần mà tụi em đỉnh điểm nhất em chia sẻ trên đây là đỉnh điểm nhất luôn của tụi em đó, là hôm đó là vợ em xé cái tờ ly kết hôn trước mặt em luôn. Nhưng mà về vấn đề gì? Thì cũng là tranh luận cãi vã với nhau thôi ạ. Rồi. Nhưng mà là phải em là không... về vấn đề gì? Ví dụ về công việc, về đối nhân xử thế. Thật ra là những vấn đề nhỏ thôi. Về đối nhân xử thế. Tại vì mấy vấn đề rất là nhỏ luôn.
chứ mấy cái chuyện lớn thì lại không. Chuyện lớn thì không, tụi em này không cãi chuyện lớn, thành cãi và cái chuyện nhỏ tại vì ở chung với nhau mới bắt đầu phát hiện ra nhiều cái tính của nhau á. Cái đâm ra là bị khó chịu. Tại vì em thì đúng là cũng hơi cầu toàn. Em á, ví dụ ai mà là đúng ý em rồi thì em rất là dễ luôn, nhưng mà lệch ý em một cái thì em khó. Đó, đâm ra là cứ cãi nhau hoài. Mà cái đợt đó là xé giấy đăng ký kết hôn luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ sao? Rồi sau đó đi có đi làm lại không? Không, xé được cái xé cái mé thôi. Xé cái mé. Dạ. Có làm sao, cái tờ giấy thôi mà xé là xé trái tim. Xé cuộc sống chứ tờ giấy nó đâu có nói được điều gì. Ví dụ như mà xé mà xé đôi á, xé mà xé vụn luôn thì hơi căng à. Đi trích lục lại thôi. Làm lại được bình thường. Bây giờ mình không có biết. Cái mẹ em mới thấy vậy, mẹ em mới đi dán lại xong ép ép lách luôn. Hội xé luôn. Trời ơi, chị là đã ép liền từ đầu hai tờ, ép hết hai tờ. Trời ơi, chắc lần sau có xé không có được, không bị đứt. Dạ. Mà có khi nào mà hai đứa bất đồng quan điểm về cái công việc của nhau không? Ví dụ như là em có muốn chồng em làm nghệ thuật không? Tức là hay là em không muốn chồng em làm nghệ thuật để rồi là nảy sinh mâu thuẫn? Dạ cái đó không luôn. Em là người, khuyến khích á. Tức là em thấy chồng em có muốn làm gì cũng được, mà miễn sao cảm thấy vui, thoải mái là được rồi. Em không có thích là gọi là quá ràng buộc, sẽ bị ngợp ngạt á chị. Em nói như vậy rất là thông cảm với chồng. Có ghen không? Dạ. Đi làm thì có ghen không? Không, vợ em được cái vợ em không có ghen nhiều. Chút nữa chúng ta sẽ vô đến cái phần đó. Rồi thực ra là cái stress này của em là kéo dài đến bao lâu? Chắc là đến lúc em đẻ bé dâu nhà em á, được một năm luôn á. Mà kéo dài dữ luôn. Dạ, ha. Trời ơi em ơi, cái người phụ nữ khi mang bầu á, là cái nội tiết tố nó thay đổi. Nó sẽ khó chịu, khó tính mà một cách lạ lùng lắm. Tới khi sanh xong á, lại bị stress về cái vấn đề khác nữa. Là cái hậu gọi là gì, hậu sản. Tại vì em đẻ đứa con đầu tiên mà em bị thương con quá, với lại em bị lo cho con quá, em thấy nó nhỏ nhỏ em bị lo lắng quá nên mà là tự nhỏ, em bị áp lực á, kiểu lo là nhiều, một chuyện nhỏ thì cũng lo nhiều. Đúng rồi, cái đó là cái hội chứng trầm cảm sau sinh. Ai cũng bị hết á. Nó là hội chứng luôn á nha em, chứ không phải là một mình em bị đâu. Chỉ có điều là cái người nào người ta thoát ra cái tình trạng đó sớm hay là trễ thôi. Nhưng mà là chắc là sao không có trầm trọng giống như cái đợt mà xé cái tờ giấy đăng ký thôi, đúng không? Nó chỉ là những cái nhẹ nhẹ thôi, đúng không? Nhưng mà cái khoảng thời gian mà vợ mà mang bầu để sinh con thì em có đi hát, có đi show gì đều đặn không? Dạ, cái lúc mà vợ mang bầu á là lúc đó là như gần dịch, đúng không em? Dạ, gần dịch. Rồi, năm ngoái đó. Dạ. Thì ế show. Dạ, không, em coi như là em bỏ, em không hoạt động khoảng 2-3 năm nay luôn. Ủa, sao vậy? Tại vì cái lúc mà em đạt giải xong á thì 3 năm đầu là em đi rất là nhiều, em hoạt động rất là nhiều, em đi diễn rất là nhiều, người ta gọi em đi rất là nhiều. Dạ, tại vì cái giải thưởng em là quán quân chương trình, nó lật lên người ta có rất nhiều. Mà cái thời điểm của em á là thời điểm vàng của em show luôn. Cứ ai mà có giải là người ta nhớ hết. Nó thì em cũng đi hoạt động rất là nhiều, và em đặt mục tiêu cho mình là 3 năm đó mình phải bật lên, tên tuổi mình phải bật lên được. Thì em cũng làm hết, em cũng làm hết sức của mình trong 3 năm, nhưng mà em thấy mình không có tiến triển thì em dừng lại. Lúc lấy vợ là cái như ngưng luôn. Dạ em ngưng. Thì nhờ vợ động viên. Thì cách đây một năm trước là em có ra một cái bài hát mới, cũng là may mắn là được vô top. Đó, thì em nói chung là khi mà em lấy vợ em về á, em không, em cũng bị áp lực rất là nhiều, tại vì vợ mình thành công quá. Mà riêng em á thì chỉ là cái bề nổi của nghệ thuật thôi, là như là đây là ca sĩ thôi. Em ngoài ra em cũng muốn phát triển bản thân mình hơn, để mình cảm thấy mình tự tin khi mình sống với vợ mình và mình đi với vợ mình. Dạ thì được cái là rất là động viên chồng. Dạ đúng rồi, em rất là cầu toàn. Ví dụ chồng em mà làm gì em còn cổ vũ, mà em còn đi theo em làm cho nó chỉnh chu hơn nữa đó. Kiểu của em như vậy là thời gian này là coi như là ở nhà phụ vợ chăm con, rồi phụ vợ công việc, đúng không? Dạ không có học thêm nữa anh Hùng. Học thêm gì nữa? Em học thêm về đầu tư bất động sản. Có, nói chung là có. Em đang tập tành thôi, và em tìm hiểu và em muốn làm riêng cho em, để em có thành tựu riêng cho bản thân mình. Tốt quá. Và, vậy là tốt rồi. Và giữ cái đam mê của mình. Vậy là hai đứa lấy nhau được là mấy năm ta? Dạ. Hai năm. Mà con là con tuổi rưỡi. Đó. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ nói về tấm xấu đi.
phần tật xấu hả? Đến cái phần này mà bảo phần này mình không nói được, chồng nào cũng đều thích hết. Phần này mình cho qua được anh. Đây em biết không, em đi đến một cái quán ăn á, thì em sẽ hỏi ở đây cái món nào là best seller. Đúng không? Đó thì cái chương trình này cũng vậy, đến cái phần này là best seller đấy em. Đó. Rồi bây giờ đến cái phần khui tật xấu. Thực ra vậy nè, nói để cho hai đứa yên tâm là nói là khui tật xấu, nhưng mà thực ra nó không bao hàm cái nghĩa đó, mà là cái sự mong muốn đối phương hiểu mình hơn. Dạ đúng rồi. Khi mà mình nói ra những cái tâm tư đó của mình á thì mình mong muốn đối phương sẽ hiểu. Có những cặp á là khi đối diện với nhau họ không nói được. Khi mà họ lên chương trình á là tự có là khi mà họ nói ra họ trút được hết những cái tâm tư mà họ không nói được với đối phương. Thì sau đêm đó, sau cái buổi ghi hình á, thường là những cái cặp nào mà hiếm muộn chưa có con đó nói xong là đêm nó về dính bầu đó. Đó, cái đó là sự thật luôn. Không chừng nữa nghe, coi như là chị giao đại đó, không chừng nữa về tối nay xong con nó mới 5 rưỡi tháng sau đó ở luôn á. Thôi để cho tất cả một số điều là duyên hết em, duyên hết. Đi lại năm nay cũng 3 mấy rồi em à. Dạ tìm đứa nữa cũng không sao đâu. Rồi bây giờ đến phần khui tật xấu đó, mời vợ đi. Oanh, bây giờ ca sĩ Tấn Khương, những cái tật xấu nổi bật của anh ấy là gì? Chào em à. Thì em thấy chồng em bị một điểm đó là nóng tính. Nóng tính. Dạ đúng rồi, cái nóng tính. Nhưng mà cái độ nóng tính của chồng là như thế nào? Nóng lắm luôn, em thấy rất là nóng tính luôn. Có đập đồ, đập đạc không? Được. Hay là có tự mà tự làm đau bản thân mình đó không? Nhiều lắm, nhiều không chồng vậy đó. Bỏ đi, bỏ đi. Dạ không. Có tự làm đau bản thân mình với là không, ổng khô lắm, ổng làm đau bản thân. Giờ cái nóng tính ổng lên là như thế nào? Ổng khô ào thét, ổng khô lắm mài lớn, ổng luyện thanh đó, đúng ổng vô toilet ổng luyện thanh lắm luôn anh. Và thậm chí là không, coi như là không có lớn tiếng với vợ mình mà coi như là lạc đạn của ông hàng xóm á, coi như hoặc là lớn tiếng với một ai đó. Cái là gì nè, em có xem nó vậy, em sẽ không có giấu. Thì có cái là em nóng lên á, em bỏ đi ra ngoài à, chứ không có lên tiếng với vợ. Em không muốn ở lại để mà đối diện lại cái vợ viên rồi, thôi, thôi, thôi để vợ nói. Để vợ nói nha. Rồi sao nè? Không, mới đầu cũng cái độ nóng tính không là như thế nào? Mới đầu là cũng luyện thanh với vợ dữ lắm. Không biết ai tham chứ hai vợ chồng em mà nói quá nhiều luôn. Hai đứa nói hai đứa dành nhau nói không à, chứ không có im lặng. Nhưng mà ông càng nóng tính chắc em càng bực đúng không? Dạ đúng rồi. Không kém đâu anh. Dạ cũng dữ phụ nữ mà khi mà người ta nóng ra dữ lắm em sợ luôn á, bây giờ riết là em không hết dám nóng luôn. sợ vợ mình dữ nóng, có như là tại sao giống bằng mà này. Thật ra em nóng em chỉ hù thôi, em nói thôi, vợ em làm thiệt luôn. Không, ra đúng ra là ổng là chỉ ấm ấm rồi, còn em mới là nóng đó. Dạ nhưng mà sau 2 năm thì chồng em thay đổi rất là nhiều luôn á. Như vậy là có sự thay đổi là tốt rồi. Đâu thì hồi nãy nó đã nói rồi, nói bây giờ riết em không dám nóng luôn rồi đó, đi ngoài đó. Như vậy thôi, coi như là cũng đã có nóng tính và cũng đã thay đổi rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta đến cái tật xấu nào mà là tới bây giờ nó vẫn còn nó vẫn còn tiếp diễn đó em. Đó. Miễn thì hỏi. Hay hỏi lắm. Ví dụ như cùng một cái câu hỏi đó thôi, nhưng mà ông chia thành 5 câu ông hỏi. Ồ, vậy đó hả? Vì em bị quan tâm vợ em á. Bé Khương mà. Bé Khương. Trời ơi. Em đang nằm ngủ rồi em ạ. Ủa em ngủ chưa? Em ngủ rồi hả? Ngủ hả? Ngủ chứ em, mà mình đã ngủ rồi, ngủ sâu mà bắt mình phải trả lời cho bằng được thế nào. Hỏi gì là quạo đó. Quạo. Quạo hoài. Bảo thiệt. Nên là bị camera quay. Nhiều khi em mỗi lần em make up á, em kẻ mắt nè, cũng hỏi luôn. Ủa em ăn gì không? Mà mình đang kẻ mắt mình đâu có trả lời được đâu. Bắt mình phải trả lời. Vậy trả lời cho bằng được thì trước thôi. Khi đi lên phim trường. Là khi quay là cũng hỏi là dạ em làm tăng. Đang làm mắt nó hổ hoài. Cái mắt mà đang tập trung đúng không? Hổ hoài là sọt vô mắt luôn. Hỏi phải 5 câu, khi nào mà em trả lời thì thôi á. Rồi rồi. Bé hỏi. Rồi còn gì nữa không? Nguyễn Thi hỏi. Không, bớt hỏi rồi. Sao về nhà có trưng diện, có trao chuốt rồi đánh quần đánh áo được không? Dạ không nha, cái này là no nha. Tại vì thường ca sĩ ta là rất là kỹ lưỡng cho anh luôn. Nè em nói luôn. Dạ không hề luôn. Sao nào? Ông này rất là xề xà luôn. Dạ. Em chỉ chỉnh chu khi mà em đi hát thôi, khi mà em làm gì liên quan tới nghệ thuật thôi. Như ngày hôm nay là em sẽ mặc thật đẹp đó, em sẽ giảm cân luôn. Nhưng mà sau khi chương trình này về nhà thì như thế nào? Em vẫn đi tập gym, nhưng mà có cái là em sẽ không giữ hình ảnh là một người không mặc đồ ca sĩ chuốt, đúng không? Hay là nghệ sĩ gì hết, em rất là bình thường giản dị. Có nghĩa là không phải là mình nói mình không nổi tiếng hay cái gì, nhưng mà em thích là mình đơn giản nhất, đúng không rồi. Phải vào lúc nào cũng phải giữ hình ảnh như em gì đó. Nếu sao mặc đồ cho nó thoải mái được rồi, đúng không? Mà cái cách nói chuyện cũng vậy, chơi với bạn em chơi với bạn, những người bạn em sẽ biết hết tính tình của em luôn, em không có nghĩ là em thoải mái. Nên là vợ em chơi em hoài, xe xòa quá.
Dạ hay xoa hay như em phải tự đi mua đồ không? Em năn nỉ đi mua đồ luôn á. Tân trang rộng đi. Rồi có ghen không? Ông có ghen không? Lúc mới thì có. Trời ghen bá cháy luôn. Ghen bá cháy luôn hả? Bây giờ là bớt rồi hả hay sao? Giờ thì hết rồi. Dạ. Rồi em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Em thì chỉ muốn chồng em đừng có nóng tính nữa thôi. Còn ngoài ra thì em thấy chồng em là rất là ok, là perfect rồi phải không? Dạ đúng rồi, rất là thương con, rất là biết quan tâm cho con luôn. Thật ra như vậy là quá tốt rồi. Dạ trong cái thời gian mà em đẻ thì thật sự là chồng em chăm con không á. Dạ chăm con luôn, chăm con từ A tới Z luôn. Tại vì lúc đó là dịch anh thuận cô chị Vân là không có cho người thứ ba vô bệnh viện. Đúng là rồi. Chỉ có hai vợ chồng thôi. Là có mẹ em lên thôi nhưng mà không được ở lại. Lên mấy tiếng là phải về có hai vợ chồng rồi. Coi đêm lúc em bé mới đẻ thì nó rất cực. Em bé nó khóc liên tục. Thì chỉ có hai vợ chồng thôi. Đúng là rồi. Mà vợ mới sanh nữa đâu làm gì được. Đúng rồi. Phải kè kè theo vợ thôi. Thôi như vậy nó quá tốt rồi. Bây giờ rồi. Đổi bên. Bây giờ tới em. Giờ có những cái tật xấu của vợ. Thì tật xấu của vợ là vợ hay kèm ràm chồng. Anh Thuận biết Ronaldo không? Biết. Kèm em giống như Ronaldo luôn đó. Kèm như hậu vệ kèm Ronaldo luôn. Kèm hay là cam ràm? Kèm xong rồi cam ràm. Kèm chồng. Kèm xong rồi cam ràm. Kèm chồng. Có nghĩa là kèm tụi sao? Em đi chung với nhau suốt ngày. Em chỉ cần không vừa ý vợ em là vợ em sẽ phàn nàn liên tục. Có thể sáng sớm ngủ mới ngủ dậy là đã phàn nàn em luôn. Anh ơi cái khăn này anh tắm anh không phơi ra ngoài đi. Anh ơi cái quần này tối qua anh thay sao anh không dục đi hoài đi sáng quá, đi không có để đâu quá nè. Mà sáng sớm mà đã nói được. Có nghĩa là vợ em thấy bình thường nhưng mà cái là cái phàn nàn của vợ em này, vợ em là thấy bình thường nhưng mà đối với em thì đó đang là một cái sự mệt chê, mỏi đúng không? Chê. Mệt mỏi thì cũng không nổi nhưng mà chê gì mà nhiều lần quá sẽ thấy mệt. Nhiều lần quá mình sẽ thấy mệt. Thấy mình không có hoàn hảo cái gì hết trơn nó bị chê hoài luôn. Mà được cái vợ em á rất là chê chồng. Hồ, thí dụ chê em lắm. Ví dụ như gọi điện thoại cho mấy bà tám đi mà tám. Lúc mới chê em á mà em buồn quá, em cảm thấy em bị tự ái, tủi thân luôn. Tại vì dù gì á em cũng có máu nghệ sĩ trong người. Đúng rồi, đúng chê ổng hoài vậy đó. Em có cái tự ái của em nhưng mà riết là em quen đó, luôn rồi. Khoan xí thường là chê em mà chê cái điểm gì? Thì có thể là vợ em giỏi hơn em về kinh doanh. Thì em chưa có thành tựu gì quá đặc sắc. Đó thì chê. Thì em lúc đó là em nung nấu trong người là em phải thể hiện, phải càng làm bản thân mình phát triển nhiều hơn. Hiểu rồi, có nghĩa nhưng mà là vợ chị chê là cầm ràm với chồng thôi chứ không phải là chê chồng với người khác đúng không? Có luôn. Có luôn hả? Cái này chồng em nghĩ là vợ em chê hay cách giỡn với những người bạn thân. Còn ổng đó, ổng vậy nè, ổng gì kia. Đến nỗi mà trước khi quay đi đến quay á, bạn người bạn thân của tụi em nói anh ơi lát lên đừng chê chồng nha. Đó này là sự thật. Em có tự ái không? Không, em quen rồi. Quen tại rồi. Vì em biết là vợ em giỡn. Vợ em giỡn thôi chứ không có ý gì hết á. Vợ giỡn thôi mà mình thì chưa quen. Bây giờ mình quen với cái nhịp độ vậy rồi. Giờ mình giỡn em quen rồi. Hai năm rồi. Cái đó không phải là chê. Cái đó không phải là chê. Cũng có thể là một cái sự động lực động viên của em á. Em á là giống như em nghĩ vậy nè, cái gì mà chồng mình tốt rồi thì mình không cần nói nữa, mình chỉ nói những cái gì mà chồng mình chưa được thì mình nói để cho chồng mình biết. Em suy nghĩ như vậy thôi chứ không phải là em đang nghĩ là em chê đâu. Mà chồng em thì nghĩ là chê. Mà nhờ vậy là có lẽ là chồng chê em nhiều quá là em có thay đổi nha. Em là một người rất là biết lắng nghe. Câu thị đó. Và em lúc nào em cũng muốn đi lên. Mình phải là mình phát triển thì từ cái những nhỏ nhặt cũng vậy em thay đổi từ từ. Thôi như vậy được rồi, nghĩa là hiệu quả rồi. Nhưng mà kèm là sao? Kèm là sao? Em ghen kèm. Em mới kèm. Không đâu có kèm hay đâu. Là như thế nào? Tại vì ông nói kèm á, kèm ổng giống kèm, như hậu vệ kèm đôi ram. Ý là em thấy giống như cứ phàn kèm ram em riết á, em thấy giống như mình là bị vợ mình kèm quá. Kèm cặp. Kèm cặp đó chứ. Nhưng mà em có ghen chồng không? Không, dạ, không em đâu dạ, có không. Em đâu có kèm gì đâu. Tại vì thật ra là em thấy chồng em cũng dính em cả ngày mà. Tụi em dính với nhau cả ngày, đi chung với nhau. Vợ em đi chụp hình bán quần áo hay là như đi làm công việc gì em cũng là người đưa hay vợ đi. Trên tất cả mọi công việc luôn. Em hỗ trợ vợ em hết. Nhiều lúc em cũng muốn đi ra ngoài em làm việc riêng của em nữa. Em đã trao đổi với vợ rất nhiều rồi là anh muốn phát triển bản thân của anh. Nhưng mà đi em đi vợ em lại nói thôi anh ở nhà phụ em đi, đừng đi, anh đi rồi ai làm. Vậy là không phải là không ghen, ghen cái đó là ghen ghê hơn nữa đó. Là muốn coi như là sở hữu tất cả mọi thứ về thời gian luôn á. Nhưng mà được cái công việc vợ em thì có một người bạn thân làm chung với nhau. Nhưng mà em có cảm thấy là em thoải mái không? Dạ. Em thoải mái với những gì mà vợ em đang dành hết tất cả cho em và cũng như là như em nói á, kèm em á. Em có cảm thấy thoải mái không? Dạ em thấy tốt. Nói gì được rồi. Dạ. Tại đâu, vì... đâu có được. Hồi nãy là bạn này nói là bạn cảm thấy là nói nhiều quá thì tự nhiên mình cảm thấy là mình sẽ bị
bị mất, gọi là mất sự tự tin, mất sự tự tin. Và cũng đã nhiều lần bạn cũng có đề xuất là để bạn phát triển bản thân mình. Như thế có nghĩa là bạn đâu có thoải mái. Nhưng mà bạn lại nói là bạn kèm bạn vậy, đang mâu thuẫn, cảm thấy ổn. Cái này là bạn đang mâu thuẫn. Không có nghĩa là kèm em để cho em tốt hơn. Em tuy em có quá trình đó em thấy như là em nghe nhiều quá, em thấy là như là nhức đầu quá hay là nghe em thấy không vui, nhưng mà thật ra khi mà cuối em nhìn lại thì mình có thay đổi. Là nhưng mà bây giờ em muốn mình tốt hơn. Em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Là bớt cầu toàn lại thôi, giảm cầu toàn lại. Bớt kèm đừng, đừng có khó, đừng có giống như vợ em muốn mọi thứ là chỉnh chu hết. Tại vì vậy nè, nói vậy thôi. Tụi em biết không, tại vì cái thời gian mà em chịu đựng cái việc đó đó, cái cảm xúc đó đó, cái cảm giác đó là chỉ có mới 2 năm thôi. Mà em nên nhớ là cái 2 năm nó chưa là cái gì hết trơn á. Đó cho nên chị nói nè, về vấn đề á, cuộc sống vợ chồng á, tức là ở đây á, nó đang có một cái vấn đề xảy ra là cái người chồng của mình, thứ nhất là bạn nhỏ tuổi hơn em. Thứ hai là bạn rất là ngưỡng mộ em về cái sự thành công trong công việc của em. Em giống như là cái tấm gương phản chiếu cho bạn để mà bạn phải soi vào, và bạn muốn là bạn như em hoặc là hơn em, bởi vì bạn là chồng. Em hiểu chưa? Thành ra ở đây á, em chỉ có thể kèm được một thời gian ngắn thôi, em không thể kèm được suốt đời. Cái đó chị nói nghiêm túc. Thành ra em phải, cái cách mà để cho em khơi gợi những cái tiềm ẩn ở trong người chồng của mình á, không phải là cái cách em đang làm. Em phải để bạn tự bươn, giống như là giống như cái chim mẹ mà muốn cho chim con bay được sớm á, là phải đạp con chim con xuống để cho nó tự động nó cất cánh bay lên. Thì bây giờ á, ở đây á, chồng mình cũng vậy. Ví dụ như em muốn chồng em phát huy được những cái tố chất tốt và giỏi ở chồng, là em phải để cho chồng tách ra. Thứ nhất, em biết không, không, cái đó chị nói nghiêm túc, giống như nãy cái cặp mà hồi nãy chị nói á, 50% cho nhau thôi, 50% phải giữ lại cho mình. Cái đó là chị nói thiệt. Cái tư duy của bạn hiện giờ là cách em 6 năm. Đúng không? Nhưng mà em nhân cái cấp độ đó lên, ví dụ như là 10 năm nữa, đúng không? Thì tư duy của mình sẽ bị chậm lại so với bạn này nếu 10 năm nữa. Cho nên em phải nhớ là làm gì làm, cái người đàn ông phải là trụ cột trong gia đình. Phải tạo cho bạn cái trách nhiệm đó. Đó, bạn phải làm được điều đó. Thì về bạn còn phải lo cho con, lo cho vợ chứ. Sau này khi người phụ nữ mình lớn tuổi lên rồi, mình sẽ bị yếu sức, mình sẽ mệt mỏi, mình phải... Tại vì cái thiên hướng, chức năng thiên bẩm của mình là sanh nở. Mà mỗi lần sanh nở là em biết rồi đó. Em bị trầm cảm cả gần 2 năm trời, chứ đâu phải là đơn giản đâu. Mà như vậy sức khỏe mình suy sụp kinh khủng luôn. Đúng không? Thì nếu như sanh một đứa nữa mà chồng chưa đủ để mà gọi là làm trụ cột là mình mệt. Mình là người mệt chứ ai. Đúng không? Cho nên là em phải thay đổi cái phương pháp. Đó, bây giờ chị nghĩ là kèm 2 năm là đủ rồi đó. Bây giờ phải cho ảnh tự tách ra, ảnh phải làm bản thân ảnh đạt thành tích. Ảnh đi hát lại cũng được, ảnh làm kinh tế cũng được, ảnh làm cái gì, chuyện là chuyện của ảnh phải chọn lựa, nhưng anh phải là cái người trụ cột. Cái đó là chắc chắn. Rồi, được cái là em cũng đang, nói chung là nãy cũng chia sẻ rồi, là em đang chuẩn bị cho em đang đầu tư về bất động sản. Mà cái điều em cần thiết nhất là em phải tạo sự tự tin cho chồng em, tại vì hiện giờ chồng em đang bị mất tự tin. Em nói không, phải tự tin. Còn em cũng lấy lại được rồi. Lấy được rồi thì quá thì chúc mừng rồi. Tụi em bị mất một cái là sau khi tụi em cưới là bị dịch luôn. Khi tụi em cưới là bị dịch đó, với lại đúng em rồi. Bé cái làm ra là mọi dự định của tụi em á nó bị chững lại. Đúng rồi, đâm ra là nên đâm ra em cảm giác là cái thời gian vừa rồi cũng không có thích hợp để làm nhiều thứ á, nên đâm ra là tụi em mới, em cũng khuyên chồng em là đâm ra là thời gian này mình cứ như vậy trước, xong rồi từ từ đợi bớt dịch hoặc là như thế nào đó rồi mình tiếp tục công việc của mình đó. Có nghĩa là khi mà em muốn làm gì em sẽ hỏi ý kiến vợ em trước, thì đúng là vợ em khuyên. Cái không phải là hỏi mà là bàn với vợ. Chứ không phải hỏi, nhớ nha. Sau này cả về ngôn từ cũng vậy. Bàn bạc với vợ chứ không có hỏi vợ. Mình phải có cái chính kiến của mình. Rồi bây giờ anh nghĩ là cái thời điểm này cũng đã ổn rồi. Thì cứ để cho bạn ấy có thể phát huy được tất cả những cái sở thích, những cái mong muốn của chồng em. Rồi bây giờ quá dễ. Em không cần phải đi hát show, em ở nhà em cũng có thể thực hiện được những cái dự án của em. Đó, online
Rồi, có thể là em sắp tới em kèm thêm với đầu tư bất động sản. Thì anh hy vọng là mọi thứ sẽ thành công với một sự hỗ trợ đặc biệt của vợ mình. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, bây giờ mời hai em chút nữa chúng ta sẽ đến với phần rất là đặc biệt. Dạ. Rồi, giờ mình bốc quà luôn ha.